quý vị và các bạn đã đến với tin tức 24 giờ mới nhất. thưa quý vị gần một tháng đã trôi qua nhưng dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 32 người không qua khỏi. sự cố để lại nhiều hậu quả nặng nề đau thương với nhiều gia đình có người thân là nạn nhân. mới đây sau khi mở rộng điều tra vụ cháy quán karaoke khiến 32 người tử vong, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can và tiến hành khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Duy Linh cựu đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Nguyễn Văn Võ, cựu cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an thành phố Thuận An. Vậy vì sao hai cựu cán bộ phòng cháy chữa cháy này lại bị khởi tố? Liên quan đến vấn đề này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Vì sao hai cựu cán bộ phòng cháy chữa cháy ở Bình Dương bị khởi tố trong vụ cháy quán karaoke khiến 32 người tử vong? Vừa qua, Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin chính thức việc khởi tố 2 cựu cán bộ công an liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người thiệt mạng. Theo Công an tỉnh Bình Dương, sau quá trình thụ lý điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy xảy ra ngày 6 tháng 9 tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú, khu phố 1A, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, ngày 6 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng cụ thể khi được phân công quản lý địa bàn nhưng lại buông lỏng làm hời hợt trong khi đó theo quy định trách nhiệm của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ mỗi năm phải kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy hai lần nhưng hai cựu cán bộ này kiểm tra không đầy đủ hoặc kiểm tra cho có dẫn đến hệ thống phòng cháy chữa cháy của quán không đạt yêu cầu cũng như không triển khai tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy cho nhân viên trong quán Quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi làm việc đối với Nguyễn Văn Võ, sinh năm 1985, quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét nơi làm việc đối với Nguyễn Duy Linh, sinh năm 1981 về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn các lệnh, quyết định nêu trên. Bị can Nguyễn Duy Linh, nguyên là trung tá, đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và bị can Nguyễn Văn Võ, nguyên là đại úy, cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Thuận An. Cùng ngày, Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với hai bị can. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ án hành vi vi phạm của các bị can theo đúng quy định của pháp luật. Như đã đưa tin, Vụ cháy tại quán karaoke An Phú xảy ra khoảng 20 giờ 40 phút ngày 6 tháng 9. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường chữa cháy, cứu nạn đưa 22 người ra khỏi đám cháy an toàn. Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế. Đến chiều ngày 7 tháng 9, 32 nạn nhân tử vong lần lượt được tìm thấy đưa ra khỏi hiện trường. Đến ngày 11 tháng 9, tất cả các nạn nhân được xác định danh tính và giao cho gia đình mai táng. Cơ quan điều tra khởi tố vụ án và đến ngày 16 tháng 9, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Anh Xuân, sinh năm 1980, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, chủ quán karaoke An Phú về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Liên quan đến vụ án này, qua trích xuất camera, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương xác định vụ hỏa hoạn phát sinh từ tầng 2 của quán karaoke An Phú, chứ không phải là tầng 3 như thông tin ban đầu. Mới đây nhất, một video clip dài khoảng 1 phút 33 giây đã được công bố, ghi lại giây phút khói bốc lên. Đáng chú ý lúc này phòng hát vẫn đóng, bên trong phát nhạc sập rình và không hề có tiếng chuông báo cháy. Khó tin với hình ảnh trích xuất camera karaoke An Phú, nơi cháy khiến 32 người tử vong. Lộ clip khó tin về thời điểm tai họa ập đến karaoke An Phú. Liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú nằm trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, qua trích xuất camera của quán thời điểm trước khi xảy ra vụ cháy, cơ quan chức năng đã phát hiện hình ảnh khó tin. Theo nội dung camera khoảng 1 phút 33 giây, ghi lại từ 20 giờ 41 phút ngày 6 tháng 9, Ngoài hành lang quán karaoke An Phú không có một bóng người qua lại, kể cả nhân viên hay khách hát, các phòng hát được đóng kín cửa, trong khi đó nhạc ở trong các phòng hát vẫn vang lên in ỏi. Trong suốt quá trình camera ghi lại, các phòng hát mở nhạc rất to, thậm chí nghe rõ lời bài hát. Chỉ trong vòng hơn 1 phút 12 giây, tức là vào khoảng 20 giờ 42 phút, khói đen bắt đầu từ trên trần nhà phủ xuống lan rộng và che phủ camera cũng như hành lang của phòng hát. Dù khó lan rất nhanh nhưng không một ai xuất hiện ngoài hành lang này, thậm chí các phòng vẫn còn bật nhạc rất sôi động. Đến khi khó lan đến tầng 3, nhân viên mới phát hiện dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành chỉ nói thôi thì thật khó để tưởng tượng nhưng xem video clip mới biết tai họa ập đến nhanh như thế nào quan sát từ bên ngoài quán karaoke an phú được xây dựng đồ sộ với diện tích lớn tuy nhiên lại có khá ít cửa sổ khó hiểu hơn là các cửa sổ này đều được lấp lại bằng tường gạch về tổng quan karaoke này như một chiếc hộp lớn bít bùng khiến lực lượng chức năng phải mất rất nhiều thời gian mới khoan thủng được lỗ nhỏ trên tường. Trả lời về vấn đề thiết kế của quán chủ quán karaoke An Phú, ông Lê Anh Xuân nói, quán karaoke nào cũng phải xây kín như vậy để cách âm, chỉ nếu bên ngoài nghe ồn sẽ phản ánh. Còn về cửa sổ, trước đây quán có một cửa sổ nhưng hoạt động một thời gian, khách cứ mở cửa ra quăng đồ linh tinh xuống đường hoặc khách say xỉn mở cửa nhảy thì tai họa nên quyết định xây bít, ông Xuân nói. Tôi cũng không nghe ai nói là quán karaoke phải có cửa sổ hay không. Ông Xuân nói thêm, mọi người có thấy quán karaoke nào trên cao mà phòng hát có cửa sổ không, đồ an toàn không có, tuy nhiên nhà vệ sinh thì có cửa sổ, một phòng tiếp khách cũng có cửa sổ. Cũng theo ông Xuân, thời điểm xảy ra vụ cháy ở Quan Hoa Hà Nội, gia đình rất sợ và bên phòng cháy chữa cháy cũng làm căng, yêu cầu nhiều điều kiện đảm bảo nên quán đã cho làm hai thang thoát hiểm, có giếng trời và gắn quạt hút ở ngay giếng trời. Mặc dù nhìn từ bên ngoài như các hộp bịt bùng, nhưng sân thượng vẫn quê tôn, vẫn có đồ hở, lan can thoáng. Quán có hai cửa, một cửa chính ở mặt tiền với một cửa hậu bên hồng. Cửa chính đón khách cho những người đi ô tô vào, còn cửa phụ thì những người đi xe máy có thể vào đó gửi xe. Bên cạnh chỗ gửi xe có cầu thang thoát hiểm đi thẳng lên quán, chứ không cần ra cửa chính dẫu vậy chỉ có một cửa sổ ở phòng hát một cửa sổ ở phòng vệ sinh thì cũng quá bí thậm chí chưa nói đến việc cửa sổ đó chưa được xác định là có được mở lúc xảy ra hỏa hoạn hay không khi khói bốc lên không có chỗ thoát nên bên ngoài cũng khó để phát hiện ra trong quán karaoke xảy ra việc gì cho đến khi khói bao trùm và ngọn lửa bùng lên tất cả các tầng bên cạnh đó hầu hết quán karaoke đều sử dụng các thiết bị loa âm thanh với công suất lớn để đảm bảo cách âm không thể thiếu mút xốp ngoài ra còn có sofa và những vật liệu dễ bắt lửa khác vì thế một khi đám cháy bốc lên cộng với không gian kín quả thật quán karaoke có thể trở thành quan tài trong chốc lát sau khi sự việc thương tâm xảy ra, dư luận rất quan tâm đến danh tính của chủ cơ sở karaoke này. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, chủ cơ sở đứng tên kinh doanh karaoke An Phú là ông Lê Anh Xuân, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài sở hữu cơ sở karaoke An Phú, ông Lê Anh Xuân còn được biết đến là chủ của một chuỗi các cơ sở khác trên địa bàn thị xã Bến Cát, huyện Bào Bàng, thị xã Tân Uyên, thành phố Thuận An. Trong đó, một cơ sở karaoke đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương vừa đưa vào hoạt động với tổng kinh phí đầu tư khủng lên tới hơn 100 tỷ đồng. Thông tin thêm, trong giới kinh doanh, loại hình dịch vụ karaoke, massage vũ trường, khu vực phía Nam hầu hết ai cũng biết đến ông Lê Anh Xuân. Được biết, người đàn ông thuộc thế hệ 8X này sở hữu số tài sản khủng, những nơi đặt cơ sở kinh doanh karaoke đều là chính chủ khu đất. Người đàn ông Xuân giao trực tiếp quản lý cơ sở karaoke An Phú là Phạm Quốc Khải, sinh năm 1989. Ngoài cơ sở này, hầu như các nơi kinh doanh khác ông Xuân đều chỉ đứng tên trong hồ sơ đăng ký, còn lại thuê người quản lý trực tiếp. Sau khi đoạn camera về thời điểm bắt đầu thảm họa, nhiều người chỉ mong sao lúc đó trên hành lang xuất hiện một bóng người thôi để kịp thời phát giác sự việc, chứ không phải đợi đến khi khói đã bao trùm hết cả hai tầng mới bắt đầu phát hiện. Bất thường hơn, khi khói bốc lên, không hề nghe thấy tiếng chuông báo cháy, mà chỉ nghe tiếng nhạc sập sinh từ các phòng hát mà thôi. Thưa quý vị, sự cố tại quán karaoke ở Bình Dương được xác định là sự cố lớn trong lịch sử phòng cháy chữa cháy ở nước ta. Chính vì thế, chủ các cơ sở kinh doanh cần đặc biệt nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy, cũng như trang bị các phương tiện cần thiết. Đồng thời, mỗi người cần chủ động tìm hiểu các kiến thức tự xử lý tình huống khi gặp những sự cố tương tự. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 32 người thiệt mạng sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Xin chào và hẹn gặp lại.